Đồ đá rồi này, giật cũng mà. Hello, xin chào cả nhà. Và hôm nay thì coi như là đói rồi. Đói rồi anh em ơi, bà con ơi. Là coi như đi rừng đi lấy mật ong. Và hôm nay đang có mặt ở trên rừng đây. Đây, quý vị có thể quan sát thấy rừng đây. Rừng rất là đó. Bây giờ đi mấy anh em đi là đi khai thác mật ong. Khai thác mật ong mà bây giờ là đang lên được đoạn là ngừ đuối quá rồi. Bây giờ là nghỉ. Còn lát đi tiếp. Thì nghe ông anh nói trên kia có em mà không biết lên thử còn không hay là nó đi rồi. Là tên nếu mà còn là tôi cận cảnh tôi quay tôi khai thác mặt em luôn cho quý vị xem. Đây. Đây là đồng minh. Quá rồi. Rồi. Ông anh là không muốn lên sóng cho nên là cho ổng ló cái áo thôi nè đấy. Không cho ổng là không cho ổng ló cặn cái gọi ló lỗ tai rồi nè, ló lỗ tai rồi này. Để xem cách tôi ở đây tôi lấy mặt em như thế nào quý vị nhé. Rồi tôi sẽ tạm dừng tại đây, khi lên tới ổ em tôi sẽ tiếp tục tôi bật quay lên tiếp cho quý vị xem nha. Ở đây quý vị, ở đây chúng ta có cái vả này quý vị. Cái vả này trị bệnh trĩ, thì cái biểu tượng của nó là cái nấm này nó giống y xì cái hậu môn, đó là cái trái vả. Nay mai nó sẽ chuyển sang màu tím như kia này, thậm chí tím hơn. Và trái vả thì quý vị thấy không, rất là to. Cái này là chưa già đâu, còn nó còn to nữa. Đây này, thấy không, rất là to. Đó. Còn lúc lên kia kìa, ông anh còn đi lên lúc lên kia rồi. Anh là lâm trường bảo vệ khu rừng phòng hộ ở đây thôi, nên lên anh thông thuộc đường cho nên nhờ anh dẫn đi. Không thuộc đường khu vực đây cho nên là dẫn anh, nhờ anh dẫn đi. Ở đây tôi quay cho quý vị xem phong cảnh ở trong rừng cảm giác như thế nào. Đó. Thời giờ tiết thì rất là nóng nhưng mà khi vô đây là nó rất là mát. Đó. Vâng, xin chào quý vị. Và anh em tôi đã lên tới trên đây rồi đây. Đây quý vị thấy cây to 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 của em trên kia này mà như nó bắt mắt rồi. Thì ở đây tôi thấy ở đây có cái dây bách bộ nên tiện đây tôi chia sẻ cho quý vị hai công dụng về dây bách bộ luôn. Hai công dụng mà tôi được biết. Bởi vì mình biết bao nhiêu thì mình chia sẻ bấy nhiêu. Còn cái nào không biết thì không có chia sẻ, đúng không? Đúng không, mọi người không biết mà chia sẻ bậy bạ người ta chửi à. Nên là ở đây tôi chia sẻ cho quý vị là dây bách bộ, hay là còn gọi là dây củ 30. Cũng mà bác người ta hay gọi là củ 30, nhưng thực tế trong đông y người ta gọi là dây bách bộ. Đây là cái dây này đây. Đó. Cái dây này là dây bách bộ đây. Cách mà đặc điểm dễ nhận dạng nhất là quý vị nhìn thấy cái lá nó có cái khúc đường ngang. Em tôi hái một cái lá xuống phân biệt lá láng, lá trơn. Và đặc biệt chỉ có cái lá dây bách bộ này nó mới có cái khứa đường ngang như thế này. Đây này, quý vị quan sát để ý này, nó có mấy cái đường ngang 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 qua này. Đó, quý vị thấy không? Đó. Đây là dây bách bộ. Đặc điểm nhân dạng. Thì khi quý vị dùng thuốc, quý vị cần phải nhận biết cho chắc ăn. Mấy cái lá kia có thể giống nhưng nó không có bao giờ có cái đường vân ngang. Vân ngang này, đó, vân ngang nối từ cái gân này, gân chính này qua gân chính kia, đó, đó là đặc điểm về nhận dạng về dây bách bộ, đó, đây, đó, và theo người dân bản địa, người ta đào cái củ 30 này về, người ta đào cái củ 30 này về là người ta gội đầu,
trị trí cực kỳ hay. Nó mà nói chung là cứ đào củ nó giả nhuyễn ra gộ lên trên đầu là trí bao nhiêu cũng chết hết, trí chết dịch hết. Nhưng bữa nay thì trí ai đâu mà trị trí, có trí đâu mà trị dầu gộ nó trị hết rồi, đúng không? Thì cũng chẳng có ở đâu có trí đâu mà may ra các cái vùng quê là may ra còn vài con trí, chứ còn không có trí đâu, bữa nay không có trí đâu. Thì ngoài ra nó còn một công dụng nữa là trị sáng lại. Trị sáng lại liều dùng thì chúng ta dùng chừng cỡ 10 đến 20 gram một ngày, tán bột ra rửa sạch ngâm nước cô vo gạo nha, lấy cái củ của nó rửa sạch ngâm vô nước vo gạo, thái lát ra ngâm nước vo gạo rửa sạch rồi xay nhuyễn ra, tán bột và nước uống hoặc là nấu nước uống. Đó là trị về sáng lãi 10 đến 20 gram cho trẻ em, còn người lớn thì 20 đến 30 gram, 15 đến 20 gram bột hoặc lát, 15 đến 20 gram người lớn và trị sáng lãi cực kỳ hay. Các cái loại dung ở đây thì ngoài ra ở đây tôi còn thấy có cái dây dạ cẩm này, dạ cẩm là dây này đây. Dây này là dây dạ cẩm hay là còn gọi là dây ruột gà này. Đặc điểm dễ nhận dạng của nó là cái lá nó dạng như có lông, có lông không, cảm giác nó có lông, lông đây này, lật nhiên cái lá lại như thế này mới thấy lông này. Đó, quý vị thấy không, đây nó đây đấy, nó đấy. Rồi đây đó là dây dạ cẩm, đây nó đây nó đây. Dây dạ cẩm hay còn gọi là dây ruột gà trị đau viêm loét dạ dày, cứ dùng 40-50 gram nấu nước uống thay nước hàng ngày sẽ trị được bệnh đau dạ dày, trị được đau dạ dày. Như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip sau. Nếu yêu mến tôi đừng quên đăng ký kênh của tôi để theo dõi những video clip khác cũng như là cuộc hành trình khác tôi chia sẻ lên cho quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip sau. Bye bye.